Tấm ảnh đã chạm vào tim tôi sâu sắc. Trong đám cháy rừng ở California, người ta đã nhìn thấy hình ảnh gà mẹ đã chết cùng các quả trứng chưa nở. Dù các quả trứng chưa thành hình hài, dù gà mẹ có thể chạy để thoát thân. Nhưng sao phải ở lại để chịu chết cùng con? Đây là một thông điệp sâu sắc cho hai từ mẫu tử. Hãy nhìn và suy ngẫm để đánh thức những trái tim sắt đá đã và đang muốn chối bỏ thiên chức làm mẹ. Bản năng con người đôi khi còn thua xa loài vật. Mấy mẹ con an nghỉ nhé. Ha ha ha, 问什么的说